Vì huyền phong điều
mà thân hành về đạo tràng Cổ Lâm Từ, chúng con nơi đây chứng minh và đồng hồ niệm. Cũng vậy, bao Phật tử đã hết lòng, kẻ công người của từ khắp nơi nơi đã dành tâm từ bi mà hướng về Ngài kỷ niệm đản sinh. Với tất cả tấm lòng của quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin được dâng lên cúng dường nơi chư Phật, nguyện cầu nơi hồng ân của Tam Bảo, kính gia hộ cho chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, bồ đề tâm bất thối, và kính chúc toàn thể tất cả quý Phật tử cũng như lời nguyện cầu đến cho quý vị. Nguyện cầu Long Thiên Bát Bộ gia hộ cho gia quyến cũng như sức khỏe của tất cả quý vị, gia đình của quý vị luôn luôn an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị cung tiễn chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hồi quy phương trường, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý Phật tử cùng đứng lên hướng về lễ đài để hồi hướng bế mạc. Nguyện đem công đức này
Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban cung đoạn nghi lễ và ban chung cổ giờ này hãy cho ba hồi chuông trống bát giả để cùng cung tiễn chư tôn thiền đức hồi quy phương trường. Xin ban chung cổ cho ba hồi chuông trống bát giả thiền đức hồi quy. Nam mô yeah.
nhưng mà không còn một chút xíu là lộn xộn gì vậy là khá lắm rồi. Cho tôi nghĩ là tôi không ổn rồi đó. Nhưng như vậy mấy em giỏi lắm. Quý vị, hồi nãy thì chúng ta thấy Ngành Thiếu mấy em lớn đã múa rồi, bây giờ tới cái lời chim Anh Vũ, mà Anh Vũ nữ múa mới là độc chiêu nha, chưa chi tôi thấy cánh rồi nó dương. Bây giờ kính mời quý vị hãy thưởng thức phụ khúc Đóa Hoa Ưu Đàm do đoàn phụ nữ dân tộc Thượng Liễu Quán. Mời mấy em.
trầm. Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng người phương phật.
nguyện. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa. Đời con như mây, nhẹ bay trên cõi hồng trần. Ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm. Công kinh xóa hết tội tình. Đời con như mây, nhẹ bay trên cõi hồng trần. Ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm. Công kinh xóa hết tội. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và để tiếp nối chương trình, Hà Thanh Xuân xin được gửi tặng đến quý vị một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ca khúc này Hà Thanh Xuân đặc biệt dành tặng cho những người mẹ. Hà Thanh Xuân là một trong những người rất là may mắn bởi vì mẹ của Hà Thanh Xuân vẫn còn khỏe mạnh và vẫn còn ở bên cạnh Hà Thanh Xuân. Riêng ca khúc này Hà Thanh Xuân xin được gửi tặng và thật lòng muốn gửi đến tất cả những người mẹ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay với một lời tri ân chân thành nhất. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều với ca khúc Mừng Tuổi Mẹ. Xin cảm ơn ạ.
Anh đào sáng.